Hôm nay, các thành viên của lớp 12 chuyên Anh văn trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh tỉnh Đắk Nông háo hức chụp ảnh kỷ yếu. Để có được bộ ảnh kỷ yếu ấn tượng, tất cả các công đoạn từ khâu xây dựng ý tưởng đến chọn địa điểm, chọn thợ chụp ảnh đều được các em chuẩn bị từ trước đó. Những cái bức ảnh này thì nó không chỉ quan trọng với tụi con mà còn quan trọng với lại thầy cô và phụ huynh. Bởi vì trong cái buổi chụp kỷ yếu này thì tụi con có một cái là chụp ảnh cùng với lại gia đình, bạn bè và thầy cô sẽ đi xa, sẽ cất cánh bay cao hơn hiện tại. Nhưng mà tụi con hy vọng rằng qua những cái bức chụp kỷ yếu này nó sẽ như là một cái nơi mà lưu giữ những cái kỷ niệm về tụi con, về một thời thanh xuân. Qua những tấm ảnh này thì bọn em mong muốn là sau khi tốt nghiệp xong đi làm thì vài năm sau có thể xem lại những ký ức, những bức ảnh đẹp đó để có thể hoài niệm về những thời học sinh của mình. Những nụ cười hạnh phúc, những trò đùa tinh nghịch, những giọt nước mắt chia tay đều được lưu giữ trong bộ ảnh kỷ yếu của các em học sinh. Trước đây, những bộ ảnh kỷ yếu cuối năm học thường được chụp đơn giản với trang phục truyền thống, nữ mặc áo dài, nam mặc áo sơ mi, quần tây. Nhưng vài năm trở lại đây, khi thực hiện các bộ ảnh kỷ yếu, các em học sinh cuối cấp đã có nhiều ý tưởng mới mẻ hơn. Theo đó, bên cạnh những bộ ảnh thể hiện sự tinh nghịch, hồn nhiên của tuổi học trò, thời gian qua đã xuất hiện những bộ ảnh kỷ yếu không phù hợp với trang phục, phong cách tạo dáng, thậm chí còn gây phản cảm. Chính vì thế, tại nhiều trường học, các thầy cô giáo đã đồng hành cùng các em để có những bộ ảnh kỷ yếu thật ý nghĩa. Cái việc chụp kỷ yếu là một trong những cái điều mà nó sẽ rất là đẹp đẽ trong thời cấp 3 các bạn. Tuy nhiên thì hiện nay thì ở các bạn cũng có thể thấy là có rất là nhiều những cái hiện tượng là nó khiến cho cái việc chụp kỷ yếu nó xấu đi. Cho nên là bản thân mình là giáo viên thì mình cũng luôn hướng dẫn các bạn là các bạn nên có những cái gọi là giới hạn. Ví dụ như là chụp hình kỷ yếu thì chụp ở trường, rồi trang phục ở trường thì phải rất là phù hợp với học sinh. Và các bạn phải chụp làm sao để cho nó lưu giữ lại những cái khoảnh khắc đẹp. Ví dụ như là về tình bạn, về tình thầy trò, rồi về gọi là thể hiện cái tình cảm với cha mẹ của mình. Và mình cũng rất là hy vọng những cái bộ kỷ yếu nó sẽ theo các bạn và nó sẽ trở thành những ký ức đẹp đẽ nhất. Chụp ảnh kỷ yếu để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của tuổi học trò trước khi rời xa mái trường là nhu cầu chính đáng của các em học sinh. Công nghệ số phát triển, việc lưu giữ hình ảnh của các em cũng thuận lợi hơn. Hầu hết những bộ ảnh được lưu giữ trên file ảnh qua các ứng dụng nền tảng số rất thuận tiện để chia sẻ và xem mọi lúc mọi nơi trên môi trường số. Chúng em là lưu giữ kỷ yếu bằng cách in ảnh và tạo một file kỷ niệm để thấy sự vui vẻ và sự đoàn kết của lớp trong 4 năm học cấp 2. Những tấm ảnh kỷ niệm cho thấy thời cấp 2 của bọn em gây lại những ấn tượng, những sự vui vẻ bên nhau. Và dù có cách xa nhau cỡ nào thì bọn em vẫn gắn kết với nhau qua những bức ảnh kỷ niệm ấy. Chụp ảnh kỷ yếu không chỉ nhằm lưu giữ những kỷ niệm của tuổi học trò, thắt chặt tình bạn, tình đoàn kết giữa các em học sinh mà còn lưu giữ hình ảnh thầy cô, mái trường thân yêu. Chính vì thế, các nhà trường, thầy cô giáo cũng nên định hướng đồng hành cùng các em để làm nên những bộ ảnh vừa đẹp, vừa ý nghĩa và ít tốn kém thời gian, kinh phí, để khi chia tay, ký ức về một thời áo trắng với thầy cô, bạn bè, với mái trường thân yêu vẫn còn đọng mãi trong lòng mỗi người.